Đây, hôm nay tôi đến một gia đình. Đây là đâu em nhỉ? Tam Hưng. Tam Hưng, Thanh Hoa Anh, Song Khê hả? Rồi. Và tôi vẫn định nhớ các bạn, đây là máy giết người thầm nặng nằm trong mỗi gia đình đây ạ. Nguyên lý của lọc máy này là lọc qua khe hở nhỏ và đẩy hết cái kiềm bỏ xuống đất, ăn axit. Đó, và lúc này tôi chứng minh như sau. Đó. Trên tay tôi là lọ quỷ tím. Đó, và đây là bảng màu của nó đây ạ. Đó. Tôi dò vào đây mỗi cốc hai giọt nhỏ nhỏ, hai giọt thôi nhá. Tôi sẽ chứng minh ạ. Rồi. Và bây giờ tôi mở nước ra này, tôi mở nước ra này. Đó. Mở nước ra đây. Thì đây các bạn nhìn màu rồi ạ. Đây ạ, màu của nó đây ạ. Tương đương với axit 5. Đó. Và cái nước nguyên bản nhà mình, nước nguyên bản nhà mình đâu em nhỉ? Đây, nước nguyên bản đây 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 rồi, đây rồi, nó ra đây rồi. Nước nguyên bản đây ạ. Đúng không ạ? Nước nguyên bản đấy ạ. Nước nhà mình nước gì nhỉ? Nước khoan, máy khoan. Nước giếng khoan này vẫn có kiềm 8 đây, kiềm 7,5 đấy ạ. Đó, nước giếng khoan nhá, lọc kỹ qua cát đây. Nó kiềm 8 đấy. Và cái đường thải của nó ra đây. Đường thải của nó ra đây. Đang chạy chạy một lúc đi để cho nó ra đường thải. Đó, bật mạnh cho ra đường thải. Đó. Và cái thải của nó đây ạ, các bạn nhìn rõ ạ. Đường thải của nó đấy. Bao nhiêu kiềm tốt dành cho cơ thể, canxi, kali, natri thì nó tống hết xuống đất đấy. Rồi, tống hết xuống đất đấy. Và ăn axit đấy ạ. Và nguyên lý lọc của nó là nước nguyên bản của tôi đây. Chạy qua quận RO, qua cái máy bơm nó đẩy nước quận RO và bù khoáng. Và bù khoáng lại bằng hai cái cuộn bù khoáng này. Đó, cuộn RO nằm trong này. Đấy. Và chứa hoàn toàn axit vào cái bình này. Nếu mà đầu tiên nó để khoáng, nó bù lại bằng cái khoáng nhân tạo, còn khoáng thiên nhiên thì bỏ đi, khoáng thiên nhiên thì vô tận bỏ đi, à, bù đi và mọi chúng ta không để ý đến nó, thì lập tức chúng ta chính là ăn cái nguồn axit này. Cho anh chơi rượu em nhỉ? Đây rượu đấy nhá, đây rượu đây em nhỉ? Đây là rượu em. Vâng. Đó đây, ta soi màu đây. Đây ạ, đây là rượu đây ạ, nhìn thấy chưa? Rượu tương đương với axit 4 và nước chúng ta ăn hàng ngày, nấu nướng uống sống. Thì là tương đương với axit 5. Đó. Và kiềm của chúng ta là tương đương với nước 7,5 và đến 8 đây thì bỏ xuống đất. Đó. Và tôi gọi là máy giết người thầm nặng nằm trong mỗi gia đình đây ạ. Khi mất canxi thì nó khinh ra xương khớp. Rượu thì gây ra cay và say. Thì chúng ta uống 1-2 ly thôi ạ. Không thể uống được nhiều. Nhưng cái này thì vô tuyến vẫn hướng chúng ta là uống 2 lít nước một ngày đấy ạ. Và chúng ta uống 2 lít rượu loãng một ngày. Đâm ra phá hết xương cốt, dạ dày, dạ mỏng, không ai chữa được. Cứ loanh quanh chữa có người đến, tôi đã chứng kiến có người chữa đến chục năm không khỏi. Và vì cái nguồn này gây ra. Đó, và tôi định nghĩa đây là máy giết người thầm nặng nằm trong mỗi gia đình đó. Đó, và lúc này thì các công ty này lại bắt đầu dở trò ra bán cái cuộn bù khoáng. Cũng như thế này đấy ạ, bù một thời gian sau thì nó lại bạc đi thì chúng ta lại uống axit đấy. Đây, đây là hãy thương đấy mọi người. Và truyền cái thông điệp này để cứu lấy những người mà hàng ngày gây bệnh tật, lúc này là ung thư không kiểm soát được đó, và các loại bệnh mãn tính. Nam chỉ có bệnh nào bệnh mãn tính, chẳng qua là không chữa được và nuôi bệnh suốt ngày thì gọi là mãn tính đó. Cái này nước nhà em là bỏ đi à hay là rửa rửa đây? Em rửa nước thải vệ sinh. Nước thải vệ sinh chính mang lên nước tốt ra thì coi như rửa vệ sinh, còn axit thì ăn đây ạ. À. Đây. Không dám rửa rau vậy, vì rửa rau rất là tốt nhưng mà không rửa đến nó. Đây ạ, nguyên bản đây ạ. Máy là gì đây, tôi không nói tên cái hãng gì cả. Đây là chưa nguyên bản đây ạ. Và nói chung là tất cả cái nguyên lý lọc đó, máy nào giống nhau, từ hãng nọ hãng kia, đã là RO thì phải lọc qua khe hở nhỏ, axit hòa tan thì chui qua được, còn kiềm nó to hơn thì nó nằm lại sau cái khe hở và bỏ nó đi. Đấy, ăn axit và bù cái kiềm nhân tạo, trong đó khoáng thiên nhiên là vô tận. Đây là lời cảnh báo giúp các bạn, giúp gia đình nhà mình nhìn ra cái vấn đề của sức khỏe. Hãy đọc cái giải Nobel năm 1931 của Otto Warburg, người Đức đó. Thì tất cả các tế bào bệnh tật mang tính axit và ưa môi trường axit, tất cả các tế bào khỏe mạnh mang tính kiềm và ưa môi trường kiềm, riêng tế bào ung thư là mang tính axit dưới 5,5 và thiếu oxy, dứt khoát gây ra ung thư đó.